Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nam ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng soi sơ qua sơ đồ của cao thủ tăng trưởng môn Cung Lôn nha nam ơi. Ngày anh em cùng xem sơ qua. Sau khi lên tăng trưởng môn thì anh em thấy không? Gà con nha nam ơi đang có một vòng sáng khá đẹp. Sau khi lên tăng trưởng môn thì gà con đã có cho mình một cái ấn tín tăng trưởng môn. Đó, tăng trưởng môn khá tất cả năm và skill 9 nít một cấp nha nam ơi. Gà thiết tiêu phong hoặc là lao động tiêu thiên hoặc là tí tiền ta cốt. Đó. Mỗi skill 9 nít sẽ được một cấp. Và hiện tại gà con đang có cho mình đó là một set đồng bang hồng mỹ, gia truyền kháng cả 18. Gia truyền kháng cả 18, kháng lôi 5, một nhận kháng lôi 30, một nhận kháng lôi 30. Quên sorry nè, một nhận kháng hỏa 30, một nhận kháng băng 30 và một ngọc bội kháng độc 30, kháng cả 5. Ngọc bội này cực phẩm nha em. Hồng mỹ đồng bang cực phẩm. Rồi, tiếp tục là một đao xương tinh. Xương tinh mắt option nha em ơi. Sát thương 50, sát thương 100% và bên sát 120 và có tốc độ đánh 40, xương ngạo cung lô chống phái 3 cấp quá dữ này mà. Và đi kèm tiếp theo đó là một cái đai xương tinh, một cái đai lưng xương tinh làm chậm 47, hô phân pháp 1 cấp và thủ lý 28 và thời gian chọn 30. Đó, đó hai món kiểu phá nhỉ nè. Rồi, tiếp tục là một cái áo nhu tình cực phẩm, sinh lực 200, kháng độc và cái này cũng có 1 cấp. Một cái nón thủ lý 25, 40, 140 và một bao tây kháng lo họ 25 chống 40, sinh lực lực và sinh khí 20. Một đôi dây tốc di chuyển 40, sinh lực lực và phần thủ lý 25 chậm 40. Đó. Hiện tại nhìn sơ qua thì hạt này đang có cho mình là khoảng 125 chậm nha anh em ơi. Từ dây, nón và đai lưng thì đạt mốc 125 chậm. Và bao tây thì hiệu ứng là chống 40 và đai lưng 30 nữa thì sẽ có 70 làm chón như nào, 70 làm chón. Và đang cởi một con thối phiến phi dân khá cả 4 nha em ơi. Đây là con ngựa tăng trưởng môn nhận được nha em. Sau khi đặt tăng trưởng môn sẽ được nhận nha em. Đó. Hai món này hạn sử dụng nha em. Đến bắt đầu tăng trưởng môn thông mới sẽ bắt đầu hết hạn và bắt đầu đánh lại từ đầu. Và tiếp tục đây là một cái dáng xe bao, cái này cũng có một cấp. Thì tính sơ qua thì này đang có là một phi phong một cấp này, một áo một cấp nữa là 2, càng khôn trên đầu 2 cấp nữa là 4. Hai cấp nữa là 4, kèm với cái này một cấp chín đít nữa là ạc này đang có 25 skill ngạo tiết tiêu phong nè mày, skill chín đít con lông đào nha, chắc chắn là 5 cấp rồi. Về hướng chống phái thì cái này có thêm 3 cấp nữa, xương ngạo con lông chống phái 3 cấp nữa thì ạc này đang có 38 skill chống phái nè mà, 38 skill chống phái quá dữ luôn. Tính ra đâu tính ra 37 chứ, 37 1 2 1 37 37 này mà, 4 skill kỹ năng và cái này 3 cấp nữa là thành 37 xương ngạo cung luôn. Là skill chống phái đó nè. 37. Úi trời, tính ra cái đạc này phải đạt 158 rồi nè mà. Cung đao đạt 158 rồi phải, đạt móc rồi. Hiện gì chém tống kim ngày nào cũng top 1 này mà, quá dữ luôn. Đạc này đang đạt 158 rồi đó nè. Quá dữ. Nếu bằng áo nhu tình thì hãy nghĩ là đúng rồi, chính xác 158 nè. Quá đái thiệt. 37 skill chống phái này mà. Và đang sử dụng một set đồ khá đẹp. Tổng sơ qua set đồ thì như cái đao này anh em cũng đã biết ở đầu server thì cái đao này cao thủ gà con đã đón cho mình top 1. Top 1 cá nhân thì trị giá gần đến hơn 25 triệu Việt đồng. Và tháng tiếp theo tháng 8 này thì gà con vẫn tiếp tục là top 1 nha em ơi. Gà con vẫn tiếp 1 đua top cá nhân nha em. Quá dữ luôn, không biết mùa này gà con nhận muốn gì đây. Theo khả nghĩ chứ gà con lượm cái đao thứ 5 cho XC. Đó là theo khả nghĩ thôi. Tại vì trong gà con có mạng thiếu lòng. Và một set ăn cái ngọc bội này của bọn. Ngọc bội này hồi xưa thì cũng đấu top 1. Ngọc bội này hồi xưa còn phải trên hơn 10 triệu này mà. Hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu ngọc bội này. Và set ăn bang này thì khả nghĩ trên giá phải hơn 15 củ này mà. Hơn 15 củ á. Hơn 15 triệu á. Và cái đao này tầm này ít nhất phải 30 triệu đây. Là 45. Và đa lưng này tầm này khoảng tầm 2 triệu. Nói chung hồi xưa đa lưng này ép khá nhiều tiền. Còn hơn chục triệu một đa lưng đấy mà. Tầm này thì rẻ rồi. Tầm này anh em mình ra các mảnh 1 đến 8 anh em. Thì quay đầu thì khoảng đa lưng tầm 3 triệu quay đầu sẽ có một cái. Tương đương khoảng 40 mấy triệu nè. Cái áo này cực phẩm đầu server là khoảng 7 triệu một cái. Và tầm này thì rẻ nữa mà. Tầm này khoảng 2 triệu là có được áo này rồi. Tương đương tổng set đồ này hơn 50 triệu nữa mà. Tính sơ qua là khả nghĩ nó sẽ hơn 50 triệu vì em đồng nữa mà. Cái này mới tính đồ nha anh em ơi. Chưa tính nạc nha anh em. Tầm này mới hơn 50-60 củ là ít á. Chưa tính máy quân tím nữa nè. Món tím này hồi xưa cũng 3-4 triệu một món mà tầm này cũng rẻ nữa mà. Tầm 1 triệu quay đầu là ép được một món rồi. Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi video và ủng hộ cho cao thủ gà con.
một live sẽ ủng hộ cho em ơi, một trong những con lông đao có thể nói là No 1 server với một đẳng cấp hạng 2 server nha em ơi. Anh này đang hạng 2 server thì cấp khoảng 131 này. Rồi, like chia sẻ ủng hộ cho gà con nhưng là ủng hộ Khải, một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Nhớ nó lại cho cao thủ của Long Đao tăng trưởng môn gà con. Một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video sơ đồ tiếp theo nha em ơi. Thực sự là trong những sơ đồ khá đẹp dành cho con Long Đao. Mad Option. Hẹn em gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye.